đi. Có siêu phẩm đáng yêu mình hầu lắm bay này cũng mấy tháng rồi, mấy tháng rồi mấy lâu lát rồi đúng không ạ? To lại rồi cục này đó không thấy luôn. Phim hả con? Rồi chết tôi hầu cái áo quá con quay mắt ra mắt đâu có hỏi mùi nó nồng nó lạ kì có nghĩa cái này là rứa giống như mụn bạc đó không phải không mụn bạc cũng hôi hôi rồi cái loại u cái này là u bã này là nó bị hôi lắm. Như băng này. Buồn lỗ nha cái cào chưa quay cửa quay. Cái cào chưa quay cái cửa không tập nghiệp quá. Tự nhiên tưởng mô cục này má thấy rồi. Hồi nãy rồi phát không tao đùng lên luôn sợ bay quá. Đau mất không còn sốt mayonnaise đỉnh này chị lo cười vẻ thích thú. Chứ mà để lâu nằm cũng đau mà đúng không? Nằm cũng cá cắn vậy. Có cá hồi cũng cắn đó rồi. Cái để lâu nằm cắn vậy.
Kỳ nếm có nhiều bằng mấy kỳ không con? Không nhiều bằng lần đầu. Nhiều cũng như đợt rồi rồi. Cả nữa à? Cũng hơi lâu. Giật cái mình nè. Đi đưa má xem. Cầm cái áo đi dùm chị. Cầm chặt kéo không đụng vô đi, không đi rửa tay thôi, đừng bay lên người là được. Không được, được rồi má. Ý là không bán cầm thôi. Dạ hai lỗ nhưng mà một lỗ không có. Chụp cái chữ. Nó không chị? À, tắt luôn.
Chắc luôn chứ, để chị nặng cái